Ta chuyển sang câu số 6. Một bài toán hình cho tam giác ABC có cạnh AC bằng 18. AC bằng 18 cm, AC bằng 18. BC bằng 22 cm, BC bằng 22. Rồi. Biết các tam giác ABD, AEG, CDE và DEG. À như vậy bốn cái tam giác này bằng nhau. Như vậy ta sẽ gọi nó đi là S1, S2, S3, S4 đi. Đây là S1, S2, S3, S4. S1 bằng S2 bằng S3 bằng S4. Chúng ta cần tính AE và CD. Tính AE và CD. AE đây. Như vậy ta biết AC bằng 18. Muốn tính AE thì chúng ta phải tìm cái tỉ số của điểm E nó chia cái đoạn AC như thế nào, đúng không nào? Biết AC tính AE phải tìm được đoạn E, điểm E chia AC thành theo tỉ số như thế nào thì sẽ tính được. Tương tự thì biết BC bằng 22 cm, tính CD thì chúng ta cũng cần phải tính xem là điểm D nó chia đoạn BC, cạnh BC thành hai đoạn có tỉ số như thế nào. Đấy, thì ta sẽ tính từ BC ta tính được CD. Tóm lại là ta phải đi tìm hai cái tỉ số. Muốn đi tìm tỉ số các đoạn thẳng thì chúng ta phải dựa vào diện tích các tam giác. Như thầy nói rồi là hình học của lớp 5 là hình học về diện tích, về chu vi, về thể tích. Đấy. Và trong đó thì các tam giác thì đa số chúng ta cần phải giải quyết các bài toán liên quan đến đến diện tích tam giác. Đấy. Và muốn đi tìm tỉ số các đoạn thẳng thì chúng ta cũng phải đi tìm tỉ số của các tam giác mà nhận các cái đoạn thẳng đó làm đáy. Ví dụ muốn tìm tỉ số của AC và AE chẳng hạn. AE trên EC, đúng nào? Muốn tìm AE trên EC. Nếu biết AE trên EC thì chúng ta sẽ tính được AE mà. Đây, thầy lấy ví dụ muốn tính được AE nha. Thì mình cần phải đi tìm tỉ số của AE trên AC. AE trên AC. Vậy thì ta thử xem là đoạn AE và AC ấy, nó gắn với những cái tam giác nào, nó là đáy của những tam giác nào có cùng chiều cao. Thì ta thấy ngay là AE và AC đều là đáy của các tam giác là ADE hay là S23 so với ADC. Đấy. Thế thì nó chính là tỉ số của diện tích ADE. Rồi ta viết số đi cho nó dễ nhận biết. S23 nhé. Trên S234. S23 trên S234. Mà S23 trên S234, 2S2, S3, S4 bằng nhau nên là nó sẽ bằng 2 phần 3. Đấy. Thì từ các cái dữ kiện này này, chúng ta suy ra là nó bằng 2 phần 3. 2 phần 3. Thế tỉ số này cũng sẽ bằng 2 phần 3. 2 phần 3. Mà AC thì bằng 18. Vì vậy nên ta tính luôn được AE sẽ bằng 2 phần 3 của nhân với 18. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 13, 18 chia 3 bằng 6 nhân 2 bằng 12 đơn vị là cm. Đấy. Đây là một cái đáp số AC, AE. Tương tự như vậy. Biết BC bằng 22, tính CD thì ta cũng phải đi tìm xem cái điểm D nó chia tỉ số, chia cái đoạn BC thành hai đoạn có tỉ số như thế nào. Tức là chúng ta cũng đây muốn tính CD này. Thì chúng ta cần đi tìm cái tỉ số của CD trên BC, cái đã biết. Mà muốn đi tìm tỉ số của đoạn CD trên BC
thì ta gán nó vào đáy của hai tam giác có cùng chiều cao, đó chính là S234 nhận CD làm đáy và SABC nhận BC làm đáy. Thế thì S234 chiếm mấy phần nhỉ? 3 phần. ABCD thì là gì? 1, 2, 3, 4 phần. Như vậy cái tỷ số của tam giác diện tích của ADC, tức là S234 trên SABC là bằng 3/4. Đây, diện tích của S của 2, 3, 4 trên SABC thì bằng 3/4. Cho nên, đây là từ dữ kiện nhá, chúng ta suy ra. Cho nên tỷ số đáy CD trên BC cũng bằng 3/4. Và vì thế ta tính được CD nó sẽ bằng là 3/4 nhân với BC, tức là 3/4 nhân với 22. 22. 22. Ta chia cho 4 thì ta sẽ được là 11 30 thành 33. 33 chia cho 33 chia cho 2 thì ta sẽ được là 16,5. Bằng 16,5 cm. Đấy, như vậy là bài này đơn giản thôi. Bây giờ ta đi xác định các cái bước. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi viết cái đáp số. Viết đáp số. Thì các con chú ý là người ta hỏi hai đoạn thẳng thì chúng ta cần phải viết đáp số có hai ý. AE bằng 12 cm kèm theo đơn vị nhé, rõ ràng. Và CD bằng 16,5 cm. Bây giờ chúng ta đi xác định các cái bước để mà trình bày lời giải. Chúng ta sẽ làm cái nhánh bên này trước. Để tính được diện tích của S23 trên S234 bằng 2/3, đúng không? 23 trên S234 là 2/3, đây là bước 1. Đấy, bước 1. Đây là bước 2. Đây là bước 3. Bước 3 là tính AE. Tương tự như vậy, đây là bước 4, bước 5 và bước 6. Chúng ta đi trình bày. Bước 1. Để tính được diện tích của S23 trên S234 thì chúng ta sẽ dựa vào cái này. Trước hết ta gọi cho thầy các cái diện tích. S1 bằng S2 bằng... Thôi được rồi, bây giờ thế này đi. Mình sẽ... từ cái này nhé. Thôi được rồi, mình sẽ trình bày này. Là... đây mình cứ ghi không cần phải các cái số nữa. Đấy. S23 trên S234 bằng 2/3. Bằng 2/3. Hay là chúng ta có thể viết là S23 bằng 2/3 của S234 cũng được. S23 bằng 2/3 của S234. Thì vì ba diện tích của ba tam giác này bằng nhau, cho nên ta suy ra S23 bằng 2/3 của S234. Vì theo giả thiết thì ta có là S AGE bằng GDE bằng S của CDE. Cho nên ta suy ra là S23 tức là S ADE sẽ bằng 2/3 của SACD. S23 bằng S2/3 của S234. Mà hai tam giác này thì có chung chiều cao hạ từ D xuống đáy AC. Hai tam giác này chung chiều cao hạ từ D xuống đáy AC. Cho nên AE đáy AE sẽ bằng 2/3 của đáy AC. Đấy.
đã suy ra AE bằng 2/3 nhân với 18. 2/3 nhân với 18 thì bằng 12 đơn vị là cm. Như vậy cái ý thứ ba này xong rồi. Tương tự như vậy chúng ta lập luận ở cái nhánh bên kia. Đầu tiên là ta đi tính là SCD, S của 234 bằng 3/4 của ABCD. Thế chúng ta lập luận tương tự. Mặt khác cũng bốn cái này bằng nhau. Đấy, bốn cái này bằng nhau. S A B D bằng A E G bằng C D E và bằng S của D E G. Đấy, cho nên S của A C D bằng 3/4 của A B C. S của A C D bằng 3/4 S của A B C. A C D bằng 3/4 A B C. Mà diện tích mà hai tam giác này lại có chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC, cho nên đáy CD bằng 3/4 đáy BC. Mà hai tam giác này chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BC, cho nên đáy CD bằng 3/4 BC. Vậy ta suy ra CD bằng 3/4 nhân với 22 thì bằng 16,5 đơn vị là cm. Đáp số gồm có hai ý: AE bằng 12 cm và CD bằng 16,5 cm.